Dân xin chào cô chú, anh chị và các bạn. Hôm nay Dân lên thành phố Rạch Giá để mua xe lăn tặng cho bà con. Đây là quà của Mạnh Thường Quân giấu tên bên Mỹ gửi tặng. Rồi Dân cũng mời cô chú, anh chị, các bạn đi cùng đi với Dân để lựa xe lăn nha. Rồi Dân cũng đã đến cái tiệm người ta bán xe lăn rồi nè. Bây giờ mình vô mình mua thử. Giờ mình coi thử mình mua. Tiệm lớn quá thấy. Em vô em coi xe chị. Dạ. Phường đen đen đúng không? Dạ, phường đen bữa nay ăn hết nữa nè, chưa gáp mới bán xong. Vậy hả? Ừ. Cái này thì nó mắc quá ơi. Cái này là nhiêu? Cái này tới 2,3 triệu nặng. 2,3 triệu hả? Tầm tầm 1,7 triệu phải không? Dạ dạ. Không, cái này thì nó tốt hơn hay sao? Cái này bằng nhôm đó chị. Bằng nhôm nó tốt hơn cái kia. Dạ. À, cái này là cái này 1,850 triệu là nó bằng sắt xi mà nó dạ. Bánh mâm rồi. À. Là mình đèn nha. Dạ. Mình lấy cái này còn im hơn rồi nè. Cái nó bằng nhôm đó chị, cái này. Cái nó nhỏ hơn không thôi. Nó nhỏ hơn không chị? Chị chọn lượng ký nó như nhau à. Dạ dạ. Đúng rồi. Cái này 2,3 triệu. Em mua cho cái một người lớn tuổi, em mua cần một cái có bô. Có bô bên đây. Dạ. Còn nếu chị mua chiếc kia chiếc này đi nó nhẹ gọn nè, 2,4 triệu nè. Chị mua 2,3 triệu rồi nó bự. Bật cái đó xuống. 2,4 triệu có dây thắt an toàn rồi luôn hả chị? Vậy hả? Ừ. Cái sườn này nó lại bằng gì? Bằng nhôm luôn chứ. Bằng nhôm luôn hả? Dạ. Này cái dây thắt an toàn. Cái này bằng nhôm. Cái này người lớn lớn ký một chút ngồi được vững người ta. Trời, chịu lực 130 kg chị, thấy vậy gì hả? Cái sườn nó chắc lắm. Coi thí. Không có sao hết. Còn nếu là xe bô này là 2,3 triệu này chứ. Dạ. Nó có cái bô để mình dỡ lên đi toilet nè. Dạ, cái bô nằm trong đây nha. Dạ. Cái này là cái bô mình kéo ra. Rồi mình đi vệ sinh rồi mình gắn vô lại. Dạ. Nó phải nó có cái đúng như cái nhà này nó dốt nha mẹ. Dạ. Cái dây này thì gắn vào đây mới đúng không? Anh kia anh gắn ngược. Dạ. Cái dây này gắn vô đây, ổng đi gắn cái dây này vô đây. Dạ. Ở đây ổng sẽ chịu cái chân mình lại ha. Dạ. Vậy thì em lấy một chiếc này đi. Trời. Ra 1, số 2, số 3. Cái chiếc đó chị thấy vậy chứ cho người ta nó thích hơn cái chiếc này. Nói thiệt, cái đó là em bán nó đắt hơn, tuy rằng nó dao động hơn 100 ngàn nhưng mà chiếc nó đẹp. Dạ, dạ. Nó nhẹ, nó chị ta đi vậy rồi nó sắp tới cái này ngồi á, tôi tự lăn lên á. Lăn lên nhẹ hơn hả? Ừ, nghe hiệu qua. Dạ. Giờ cái này 2,4 triệu, ừ. 2,4 triệu. Cái này chị ấy thì chị bóp mạnh lên là nó đứng lại luôn á. Dạ. Cái gài cái này là cái tự người ta tự khóa rồi. Cái này là không phải mình mở ra để mà mình sắp lại. Ừ. À, mình sắp lại cho nó gọn ha. Sắp cho nó nhẹ luôn. Dạ. Cái này là sắp gọn vẽ được luôn, còn ấy dạ. Thì chị gặt lên. Dạ. Em thử một cái. Nếu mà chị muốn sắp gọn thì chị dỡ hai này lên đây nè, hai cái kia này nè. Một hồi nó cho em vô hộp em đi ha, vô vào. Lấy chị nguyên cái thùng luôn. Ờ. À, hay là mình cột gì chở ra dễ thí. Chị mà đi bằng gì xem đá. Đi bằng xem đá. Sang đây thì để gì chị chở được. Dạ. Còn nếu mà vô cái thùng là chị không có cầm được. Bây giờ lấy cho em là 2. Em đi tới trong Phi Thông ở trong này nè. Ừ, Phi Thông em không giao được, trong vòng Rạch Giá em giao cho. Dạ dạ. Không cứ cột xe cho em đem chở. Vậy là em lấy 2 chiếc này và 1 chiếc này. Nhưng mà dạ. Vậy thôi ta lấy chiếc này đi. Ai thích bự thì ta lấy bự tại vì mình cái đó bự hơn hả gì? Đúng rồi, cái phần cái xe nó bự hơn nhưng mà cái này là em định tặng cho một em bé. Một em bé được đó. Rồi. 8,8 triệu ăn được. Sẵn là em gái. Rồi em cảm ơn luôn. Chị coi cái số điện thoại đúng hết chưa? Lộn cái tại vì xin hai số. Đúng hai số đó. Rồi đúng rồi đó. Rồi. Cảm ơn chị. Dạ. Được ơi, đưa xe ra giùm ơi. Tổng cộng là 6.850.000, bớt mỗi chiếc 50 đến 7 triệu chẳng. Rồi Dân sẽ ghé nhà đầu tiên để cho chiếc xe là ấp Tà Tây, xã Phi Thông, có em người bị khuyết tật. Mình xách vô. Chào cô ạ. Nó cô cho. À, cô. Dạ. Em bé này hả cô? Dạ đó. Dạ dạ. Em này bị này từ nhỏ lớn hay gì cô? Ừ, nhỏ lớn luôn á. Nhiêu tuổi dạ. Rồi cô bé nhiêu tuổi rồi? À, 11 tuổi rồi, gần 11 tuổi rồi, tháng dạ. 9 là 11 tuổi rồi đó. Nói chuyện rồi được không cô? Không có nói gì được hết trơn. Mà nó không nói rồi nó biết không cô? Biết. Muốn dạ. ăn cơm thì nó ăn cơm, muốn ăn mì thì ăn mì. Mấy tuổi, lúc Đài Loan mới mấy tuổi? 10 tuổi. Dạ. Vậy là mà vô, cái tay là không cử động được không? Không được luôn. Nó uống nước bằng bình thân rồi. Không uống giờ ấy thì nó cầm không được, nó uống cầm cao không được. Yeah. Uống nước gì là muốn uống sữa trà đá đường hà nước gì đó. Ở chung với tôi bà ngoại. Yeah. Cha mẹ nó làm gì cô? Mẹ nó làm mướn á. Yeah. Cha nó đi cắt lúa mướn á. Yeah. Rồi nó ở chung rồi không có ai, rồi con đồ nó ra kia có mẹ nó con gái đó ở chung với yeah. bà ngoại. Rồi tiểu tiện rồi tự đi ăn hay không? Mình dắt đi gì đó. À, bắt truyền hình đó ừ. Đó nhỏ đó thứ ba đó em của nó đó. Dạ, nó lớn à. Ờ, dạ, nó lớn nó được mấy anh em cô? Ba đứa. À. Em nhỏ này 8 tuổi mới sanh nhỏ 5 tháng rưỡi nữa. Dạ. Ba đứa, hai đứa. Nó mất đi vệ sinh nó biết không cô? Biết. Nó chỉ ngay cái đít nó mình dắt đem đi bô ngồi bô. Dạ. Tha đái thì nó chỉ ngay cô. Đó. Mà nó nói không được, biết nó trơn à. Mà nói không được hết trơn. Sanh ra là gì đó. À, này là ông ngoại hả? Ông ngoại. Dạ. Rồi tối ngủ với tôi. Dạ. Ở với ngoại. Sao nè, con đói bụng chưa? Đói bụng chưa? Thả nó tha, đói bụng chỉ ngay miệng đó. Ờ, chỉ ngay miệng, ngay bụng rồi chỉ kìa. Bụng đó. Đói bụng rồi. Bây giờ cô mua chiếc xe cô tặng cho con nè, chiều á bà đẩy con ra lộ chơi con chịu không? Bà nó ba ngư ọp đai đó cha, ọp đai cái ba ngư đó, ọp đai đó. Ốp đáy đó, ừ, ốp đáy. À, thanh tay hầu. Ừ, tay hầu. Biết cái trơn à. Dạ. Mà muốn ăn cái gì vậy chỉ dạ. Ăn. Đó. Tội nghiệp quá ừ. Nha cô ha. Xe đó là hư là 4 cái rồi đó. Dạ. Mua xe mũ đó, nó đạp thì dắt vậy đó, nó đi không được. À, chiếc xe mũ đậu ngoài đó đó, ngoài cô. Đó nên là 4 chiếc rồi đó. À. Dắt đi. Ừ. Rồi ngồi ra ngoại chỉ chiều dắt đi vậy đó. Chiếc xe này dắt cũng nặng dữ à, cái này nữa mai mốt mình có thì mình đẩy đi cho dạ, dễ rồi. Đẩy đi nó ấy chút. Dạch ra làm sao thí. Đó là mình chuyện nó. Nó ô vô la nói đó, thằng Quy Lan đúng đó. Lon kia đó. Ờ lon túi đó. Con nãy con mua có con bỏ cái thùng ngoài chạy chở cho nó dễ. Thấy này. Ngày kia tao làm cho nó dễ. Hay uống thuốc muốn bệnh nói gì á. À, người ta nóng rồi đi mua thuốc qua ta uống. Ta chỉ gì đó. Muốn bệnh là uống thuốc điều. Có chịu trong người ta đòi mua thuốc uống rồi. Không có đợi mà tới quá đâu. Không biết nói mà chỉ hết trơn. Lên thử rồi. Làm mới làm người la đó. Làm la đi. Có dây chặn chứ. Tháo ra đây tháo ra lòn luôn này nè. Lấy thử chú quay phim ơi. Ừ, lon lê la nó rồi cho mà chặn mà quay phim ai đó. Tôi đấy. Đây lại coi, lên ha. Lon đi. Lon. Lon lên quay phim luôn chú Tiến nha mày. Lon quay phim luôn vô Tiên. Ai chịu chặn cởi ai nung xíu thế đó. Tôi đấy ừ. Mơ lon, ừ. À. Lon, ừ, lon. À. Được đi ơn được không? Đấy, dạ, không à. Ừ, ai canh xong hang trao, ừ. Ai. Không. Canh xong hang, ừ. Cái này nó dài quá ta. Thôi là gán nha, ngồi chút xíu nha. Nó bị cái gì mà nó khè vậy cô? Nó thở vậy đó, không có bị gì đâu. Tới giờ luôn đó. Tới giờ. Rồi nhỏ tới lớn luôn. Rồi. Nó sợ té đó. Nó không có sao đâu, con cứ dịnh như hai bên đây. Nè con ngó qua đây được không? Con ngó qua đây nha. Con ngó đây. Ủa cái cổ của nó bị đơ luôn hả gì cô? Nè cái cổ, không cô dịnh xíu nha. Như cái phổi của em nó bị yếu nó hay dạ. Nó khè khè. Ừ. Mà tóc hơi dài á, người ta nực lắm, kêu đi hết tóc rồi. Dạ. Vậy đó. Sao tặng cho con chiếc xe này, chiều đẩy đi chơi con vui không? Bye bye, con vui không? Con vui con gật đầu đi con vui gật đầu luôn, cảm ơn đi. Vui gật đầu cảm ơn đi con. Ôm tay đi cha, ôm tay. Ủa tao không biết tiếng Việt cái gì cô? Không biết hết trơn à, mà nó nói không được á. Biết ít gì thôi. Tại nãy giờ con nghe nói là tiếng dân tộc không, con thợ là nó không biết tiếng Việt chứ. Gật đầu cảm ơn đi. Gật đầu cảm ơn đi con. Ôm tay. Kìa, đây cảm ơn vậy dạ. Cạo nó hơi cứng sao, nó mềm sao đó. Không cái cần cổ của em này nó bị đơ về bên đây luôn rồi đó. Quen nãy đó kêu ông ngoại ăn cơm tới bụng rồi tới bụng yeah. Cái này con cũng không có biết có yeah. Người điện cho con á yeah. Nói ở đây em bé này có hoàn cảnh khó khăn vậy nè bị gì yeah. Nè dạ yeah. Yeah. Sống qua ngày gì đó hồi mới đâu 5-6 tuổi còn bú sữa, bây giờ thì nó định bú sữa nó ngoại rộng ra tiền đâu ăn cơm đi đó, bắt đầu ăn cơm mà sáng á ăn mì cái xe này phá dữ rồi chiều kêu ngoại đẩy đi chơi nha. Rồi phần xe này đó là của anh giấu tên đó gửi tặng dạ, dạ. Rồi cũng cô tặng cho con 1 triệu để mua sữa nè. Cảm ơn đi. Cái này là của tiền của các anh giấu tên này gửi tặng luôn. Dạ. Ngó qua đây. Rồi phanh tay Hầu đi con, phanh tay Hầu cảm ơn chú đi. Dạ rồi. Bơ tao chỉ chẳng nào. Nó xéo ấy qua bên á. Dạ, không nó bị niệm. Ai cho vậy trời mừng lắm. Đi đâu á bà ngoại đi đâu đi theo xin dạ. Đi chơi đi đó chiều đẩy đi chơi được rồi mua sữa mua bánh ăn luôn chuẩn ý chưa chịu chưa bye bye chị Chặn bye bye nha. Rồi con đến đây thăm cháu tí xíu con dạ. Cũng xin phép cô với chú dạ. Con về cô về nghe con nha. Bye bye cô rồi bye bye con. Rồi, đại diện địa phương là xin cảm ơn nhà tài trợ ha. Dạ. Cảm ơn dạ. Chúc vui vẻ ha. Dạ. Cô đẩy thử một vòng nha. Rồi. Thích không? Cười kìa. Rồi. Cái này nhỏ em này còn ở trong này là dắt con đi với con không biết. Dạ. Đi tới đâu nhờ vậy đó. Rồi thích không? Chiều kêu ngoại đẩy vòng nha. cười hiếp mi luôn á. Rồi cô đi nha, cô đi nhà khác nữa. Dạ. Rồi. Người dân cũng đến ngôi nhà thứ hai. Đây là ấp Tà Keo, xã Phi Thông, thành phố Rạch Giá. Bác này bị tai biến. Rồi mình vô thăm bác nha. Dạ. Chào chị ạ. Chào cô. Nào mới dạ. Dạ con lạ. Cái này người lạ chứ không phải. Dạ. Dạ không con ở trong Ngọc Trúc đi ra đây. Rồi gồng ghì Ngọc Trúc chứ má. Cô bị gì cô? Cô bị tai biến. Dạ, bây giờ cô có đi tới lui được không? Không. Cô ngồi được không? Không. Tay chân của cô có cử động được không? Bây giờ cũng liệt luôn rồi. Cái tay này mình còn cử động được ha. Cái tay này được, cái tay trái á. Dạ, cái tay. Cũng như mẹ bả được bên này cử động được, cũng như mẹ tự nhiên qua lại được. Ngồi, tại vì em để cái ghế này nè, đẩy mẹ đi chơi được mà nặng quá. Rồi thôi nói thôi để xin mấy chị coi có cưng thấy cho cái ghê nó bác con ngồi nó đem ra ngoài cho chơi thanh tanh. Dạ dạ. Chơi cái dễ đó. Rồi dạ. Nghe nói chơi xe lăn cũng mừng. Dạ, con đến hôm nay con đến tặng xe lăn cho cô. Dạ. À, cô năm nay được nhiêu tuổi rồi cô? 74 rồi. 74 tuổi. Ừ. Dạ. Hiện tại bây giờ cô ăn cơm nước được nhiều không? Ăn cháo không mà. Ăn cháo không ạ? Ừ. Ăn cơm nó không vô hay là ăn không được? Ăn được. Dạ. Ăn nội, ăn cháo. Dạ. Ừ. À, cái tay bên kia là mình không có dở lên được luôn dạ, ha. Không được. Như bây giờ làm như em thấy nó bị sưng á chị. À, cũng nhân mà cũng như chích thuốc á chị, giờ đỡ rồi. Giật hoài à. Cũng như nó đỡ rồi. Dạ. Hồi trước nó sưng lắm. Hồi trước dạ. Sưng lắm rồi, bây giờ thì nó đỡ rồi. Bên đây là nó sưng ha. À, đau hả? Có đau không? Đau không? Đau lắm mẹ, đau vậy nó cũng đau lắm chị. Ừ. Bên đây sưng nhiều quá. Giật quá trời, giật quá trời giật với cô ơi. Giật chịu trời. Tại mình đụng á, dạng kiểu như tại mẹ cái này câu chân gì đó tụi em hay kéo ra, sợ người ta nói bị rút cái răng á, nên kéo ra lên giờ mẹ chỉ thường siêu tập với lại giờ chỉ lấy không cái này phải bóp chứ để thôi nó bị. Tại hồi trước là cũng như tụi em xin xe lăn là tại vì bác sĩ nói nếu như bà mẹ vậy thì phải có xin xe lăn để cho mẹ ngồi với đẩy mẹ đi chơi vậy đó. Cấp cũng nhà nước cho luôn á. Rồi mẹ bên hộ nghèo á. Bên hộ nghèo ha. Chị lấy nước ấm đó, nước ấm của mình với gừng nha. Gừng với lại rượu đó. Chị ngâm chân cho bà. Ngâm bằng chân đúng không? Ừ, ngâm sáng ngâm chiều ngâm. Dạ. Với cái tay phải ấy lên nhiều chứ cái tay cũng sưng dữ lắm rồi kìa. Trời ơi, cái giò như là đỏ rồi đó chị ơi, bữa hổm không có khi nổi luôn á, cái đùi nó sưng hai cái chân luôn á. Cô bị gì lâu chưa chị? Dạ em bị 4 tháng rồi. Hồi lúc tháng 10 là đi bệnh viện đó. Nó bị Covid đó ha, dịch Covid nhiều. Thầy đã Covid. Không có bị Covid. Thì giờ lúc đó là dịch Covid nhiều đó. À. Như bên này là mẹ không khỏe. Cái này nó hơi hầm không mở cửa sổ. Đâu mẹ mới lạnh á. Thấy nó chung mà tốt ngày luôn chị ơi, nó cứ lạnh. Chứ không phải mãi đâu mà không có chịu. Có quạt có ấy rồi luôn mà bả lạnh chùm 2-3 cái mệt luôn. Hôm nay hỏi hoài luôn, nói cậu Tư Trong á. Bữa hỏi thì là cho cái ghế này xin, nè. Xin cho mẹ cái xe lăn nè. Cái mẹ nói chừng nào có. Nó không biết mấy nào có, người ta đem vô cậu. Cái là bên dân. Nói chị là bên phụ nữ hay là bên... Không, chị... Cái này là bên nhà hảo tâm ở nước ngoài, đã gửi về cho hả? Ở đây hỏi là mấy chị nhà hảo tâm ha. Nhà hảo tâm. Về cái dầu vậy ông quên rồi chắc chết quá. Không sao đâu cô ơi. Người ta nhiều khi người ta còn bệnh hơn nữa, người ta không sao nữa mà. Này phải lạc quan lên chút xíu. Tại cái chân có mẹ là đụng là nó hơi đau vậy. Hừng sáng mình đẩy ra ngoài phơi nắng tí xíu cho. Đẩy cái ghế này người ta cũng cho nè mà cái ghế này thì cái ghế đó là cái ghế dựa thôi mà đâu có nằm được. Đâu gắn vô đây thử thí. Đây cho lên liền đây. Em hỏi em về cái xe ra thấy rồi chị đẩy một vòng thử coi. Cái này là của nhà hảo tâm cho gửi cho. Cái này gắn sao đây ta, nãy ta chỉ. Cái này là có cái bô luôn. Tại cô lớn tuổi đó là chị nãy em cũng có mua cái bô sẵn nhất, mình có xài thì xài, không xài thì để đây. Vậy hả? Cái này có bô luôn, có bô luôn à. Dạ. Tại vì mua cái chị hỏi cái người sinh á, dân á, cái chị nói là lớn tuổi. Đây cái xe lăn của cô đây. Cô có muốn lên ngồi thử không? Đẩy cô đi vòng không? Ngồi không, con đỡ mẹ ngồi vậy nha. Lên ngồi ha. Đó, dễ tiện. Cái đó mẹ ngồi mẹ mắc tiểu rồi, nó dễ không? Tiểu tiện rồi đó, tiểu tiện. Dạ. Tiện là dở này ra nè. Dạ. Rồi mình đút vô đây. Có cái ngay cái khớp của người ta ha. Dạ. Nó mình ngồi ở đây xong cái mình dạ. Kéo mình đi rửa. Rồi không xài nữa thì để gì luôn. Nha, rồi gắn cái này lên. Đúng rồi, cái này đẩy đi cái mẹ có đòi đi tiểu rồi cũng tiện nè. Không, tiện đó. Nữa cái dây này là gắn ở ngoài. Xuống dưới ngồi đẩy mẹ đi chơi nè. Cái chân ốc quá, cái chân ốc cái tay tụi ta. Không là mẹ thấy mẹ đòi đi đó. Cái này là cô ngồi đây là đẩy cô đi là thoải mái là khỏe, mai mốt cô hết bệnh này ha. Đúng, thấy không? Đâu có sao. chồng uống qua ổng hẹp rồi. Uống nước đi chị. Được rồi, được rồi. Chị anh uống nước. Dạ. Chắc mình cái chân. Dạ, dạ. Mang ơn mấy cô. Mai mấy cô ơi, chứ không được bóng quá. Được dạ, bóng đâu, có sao đâu bà ơi. Cái này là của nhà hảo tâm, cái anh ở bên dạ. Mỹ gửi tặng. Anh giấu tên. Dạ. Đó. Không ngày mẹ hỏi đó. Hỏi tập trăm mày có cái xin giùm không? Nó xin này đó làm cái chiều đẩy mẹ đi vòng vòng. Đẩy dài dài bắt đầu nói chuyện chơi rồi với hàng xóm rồi từ từ là khỏe lại hả? Còn cái xe này của hỏng người ta cũng cho nè mẹ, em đẩy không nổi ra ngoài sân cái nó quẹo tầm lúm chân nó đẩy không được. Chuyện xe luôn đi, đẩy sát luôn. Rồi. Dịnh là thí chạy thí rồi. Nhẹ nhẹ thôi, nhẹ nhẹ từ từ, đau đau. Về qua từ từ thôi. Tại nó cũng cách sáng. Cố lên, cố lên tí xíu. Rồi đó. Ngăn lại không này cho cái đất đẹp vô chút không? Quay quay rồi. Đó thấy không? Vui lên cây. Cây lên cây. Cảm ơn dạ, mẹ. Đó. Thấy không? Dạ. Sao thấy thoải mái không cô? Thoải mái không? Thoải mái đó thấy không? Mẹ cảm ơn người đó kìa. Cảm ơn đi kìa. Cảm ơn cô. Này mình đẩy xích ra đây tí xíu ha cho mát ha. Đó. Ra là không khí luôn rồi đó. Cái đẹp gái liền hả? Sao thấy ra ngoài mát mẻ hơn không? Ờ. Mấy chị hỏi á, mấy em hỏi đó. Thấy im không? Im mà chịu rồi. Em á, bây giờ mình nói làm sao nè. Nói cảm ơn tất cả dạ. Cảm ơn tất cả gì đó đâu dạ. Cho qua đó. Cảm ơn nhà hảo tâm được rồi. Hảo tâm. Dạ. Dòng trước kìa, ta quay đang quay phim. Không nhưng nếu giấc sáng giấc chiều rồi cô muốn đi chơi dài dài thì mình đẩy bình thường dạ. Có chồng xuống không? Không, không có cậu. Có gọi tôi giao mày xuống không? Không. Cái tay của còn sưng nhiều ha, sưng mút hết trơn à. Trời trơn rồi. Dạ. Hàng ngày mình làm cái gì? Hàng ngày có nghề gì? Ông đi làm mướn vậy đó, rồi có bà chị ở chung với bà chị dâu nè. Quả bán tập quá nhỏ ở nhà vậy. Bán này có mấy món nè. Dạ. Bán vậy nè. Dạ. Mỗi lần nhà cũng nhà lấy rồi nhà nước cho nè. Tiền á cũng cất lại. Ở đó cũng tôi muốn nhà nó cho được. Cho được mới, phụ được mới. Dạ. Hầu như là ai cũng vậy ha, cho vài chục cái mình mượn người này người kia ít cái mình bù vô. Dạ. Dạ. Mỗi cổ quá. Mỗi cổ vậy đó. Mẹ phải gán gượng lại mới mau khỏe. Uống nước đi chị. Rồi được rồi, được rồi. Uống nước đi. Tại chim mới đau nữa, mỗi cổ quá. Cái này con cổ tôi quay. Mẹ phải nghiêng qua nghiêng lại. Nghiêng lại để thôi. Nghiêng qua nghiêng lại. Rồi con cũng thay mặt Mạnh Thường Quân là anh giấu tên gửi cô 1 triệu mua sữa nha. Đây. Cảm ơn cái anh đó giấu tên. Cảm ơn. Dạ. Cảm ơn. Bỏ vô túi này nè. Mạnh Thường Quân gì đó. Dạ. Rồi bỏ vô túi đi. Bỏ vô túi đi. Rồi con đến thăm gia đình cô xíu rồi con về nha cô. Rồi cô ở lại vui vẻ nha. Thôi là gia đình cảm ơn cái anh Mạnh Thường Quân đó với mấy anh chị nè. Rồi. Uống với em miếng nước cái đi. Rồi. Bây giờ Dân trao chiếc xe thứ 3 cho cô Tư, được sự giới thiệu của bác Út. Con với bác Út vô nhà cô Tư nha. Cô Tư ngồi đó kìa bác Út. Đúng rồi, cô Tư cái thời chế cô Tư bị pháo của chế độ của võ bắn pháo vô tụt 2 cái chân. Dạ. Chào bác Tư. Rồi cái nhà này thì cũng là một cái nhà của nhà nước rồi dạ. Cũng giúp đỡ một thằng để phát triển cái căn nhà thế này chứ cô Tư không có làm được cái gì để mà ra tiền để mà cắt được. Dạ dạ dạ. Dạ. Sống nó cho một ít rồi chồng chị đi bằng phụ hồ ta rồi phụ thêm số tiền có thêm với nhà. Dạ. Giá nuôi mẹ già thường ngày đi bán vé số á. Dạ. Cô Tư. Dạ. Cô Tư bị cục bên tay luôn á hả? Dạ, cục 2 ngón nó luôn. Dạ. Rồi 2 cái chân thì cục mất hết trơn luôn. Dạ. Giờ không có đi đứng gì được dạ, hết trơn. Cái trời chân cục. Dạ. Vết tới đến luôn mà bệnh hoạn nó rồi yếu ớt á. Dạ. Có khi bệnh đó không nổi nữa đó. bệnh rồi chóng mặt đó không nổi, không có sức trong mình. Dạ. Ủa Tư bị bú nó vậy cô Tư? Ồ đó giật gió giết rồi sao nó thông bà Thịnh Thông đi ra ngoài nói bác sĩ làm bệnh viện đó, bác sĩ ở sao tôi cái này nó bác sĩ bóp làm thinh mầm xèo. Dạ, ủa cái này cũng như là thịt thôi ha. Dạ, nó sao nữa. Người nói cho tao bóp mầm xèo, tao không nói gì trơn á, biết sao. Bệnh hoài ha, chích hút được từng cái nghỉ cái bệnh lại rồi ông Lượng mới chở lên chích tới 3-4 ngày, cái nghỉ được từng. Chị hàng ngày vậy làm gì nuôi cô Tư? Chị bán vé số á. Giờ cô Tư gì là không có làm gì được luôn á, đâu có đi được. Không có đi đứng gì được, không có làm gì được. Vệ sinh rồi đi tự làm hay là tự chị luôn? Tự tắm được. Dạ. Bây giờ tôi đó tôi tắm bây giờ được. Dạ. Đi ra nhà nước tôi thấy không có giò đó là tôi làm cho cái cầu luôn đó, lấp ra lấp vô luôn đi cho nó tiện á. Như mình muốn đi cái mình xuống cái gói này mình đi ha. Dạ. Cái gối đó thôi kê, cái gối này để cái giò gì này đó. Thôi nó cắn đau nó bầm thịt con gì luôn hết trơn luôn nè. Trời chỗ này chai luôn á. Dạ. Ở đây bị cục đây, còn ở đây bị cục sát trên đây luôn. Nó cắn này nó cắn đau rồi mới thê cái gối đó. Dạ dạ. Vì gói lâu ngày quá nó bị chai đó. Dạ như đi gạch này ha. Bác Tư năm nay nhiêu tuổi bác Tư? 73. 73. Dạ. Thì nhỏ hơn má còn 6 tuổi ha. Vậy hả? Dạ. Bác Tư cái này ăn cơm rồi được không? Ăn thì hết bệnh thì ăn cũng được chén ngoài. Rồi khi nào bệnh thì nước cháo ăn chứ không ăn cơm được. Thì bác Tư bị bệnh gì? Chóng mặt rồi đau lưng rồi sốt rồi cái nọ. Lâu lâu cái đó, ít bữa làm bữa. Rồi chích thuốc được 4-5 bữa nghỉ được 3-4 bữa bệnh nữa. Vậy hoài cả năm mấy 2 năm nay rồi vậy không á. Có cao huyết áp đâu không? Có, uống nước áp hàng ngày đó. Dạ. Có huyết áp uống sáng viên, chiều uống viên. Dạ. Dạ. Uống thuốc huyết ngán luôn. Dạ. Dạ uống thì bác Tư này. Bác Tư có uống sữa gì thêm không? Không. Dạ, con nhờ sự chỉ dẫn của bác Út đó. Dạ. Con cũng có tặng cho bác Tư là chiếc xe này là của Mạnh Thường Quân giấu tên gửi tặng. Dạ. Dạ. Nhưng mà bác Tư cũng cảm ơn. Bác Tư cảm ơn trước tiên là cảm ơn Mạnh Thường Quân hả? Dạ, cảm ơn Mạnh Thường Quân. Cảm ơn Mạnh Thường Quân. Dạ. Cảm ơn anh Út nè. Dạ, dạ. Cảm ơn con. Dạ. Có tấm lòng mà để thương giúp đỡ cho bác Tư vậy, bác Tư mang ơn dữ lắm. Dạ. Dạ. Từ xe đây. Đô lao lên ngồi được không? Dạ được. Con để con gỡ nha. Không mà con tự ngồi được ha, làm tự mắc đỡ. Dịnh xe rồi đỡ lên. Dịnh rồi kéo rồi tiếp lên chứ. Mỗi lần lên được chứ bây giờ lên không nổi rồi anh Út ơi. Dạ. Thấy không? Yếu rồi. Dạ. Đây nha. Không cái này tránh đường như vậy lên kia tao quay phim nha. Dạ. Cái xe này thấp để lên này dịnh là để yếu lên nó chợt. Rồi con dịnh chị đỡ cho con cắt lên. Nổi không chị? Dịnh con dịnh này không sao đâu, không trên đâu. Có xe này chiều mình đẩy vào dạy chơi ha. Dịnh qua cỡ bay rồi quay ra. Ôi có chừng nó chở con em. Không sao đâu. Sợ chở xuống dưới đá góc này. Được ha. Ăn cái khe này em quá. Ngồi im đít vậy. Ngồi im với nó. Dạ. Có thắng nữa nè. Để bóp hai tay mình bóp thắng nữa nè. Ở ăn sau có người đẩy là có thắng nè. Thắng đâu được, thắng tay nè. Dạ, thắng tay ăn sau. Dạ, ở sau có người đẩy là muốn dừng là thắng rồi. Dừng mấy cái dốc xuống rồi đó. Dạ, dạ. Thắng rồi bớt cái để. Một lần hồi đó nhà nước có cho ăn chiếc. Đâu có thắng đâu, đẩy đi rồi tới chừng xuống dốc gịch lại thấy mồ luôn, ngán gị lại vậy nè. Này gị xuống dốc cầu cao là gị là mệt lắm á. Có vậy Phượng khỏe, nó bữa nào nó rảnh là nó đẩy đi vòng vòng. Đẩy vòng vòng đi hàng xóm rồi ha. Trời thoải mái. Ở đây dài dài cũng đẩy hàng xóm. Hồi Tết tới giờ đó, hồi gần một năm nay rồi á, không có đi đâu hết trơn á. Không giữa Covid tới giờ không có đi đâu. Sợ hết vậy bác Tư. Nhà anh em cũng không được đi nữa. Bác Tư có chích ngừa chưa? Chích 2 mũi rồi đó con. 2 mũi rồi. Dạ. Cái chiều cái mình đẩy ra đây để cho thoải mái đầu óc chút xíu. Dạ. Rồi vậy con đến đây thăm gia đình bác Tư vậy thôi, con xin phép con về nha. Dạ, dạ chúc bác Tư nhiều sức khỏe. Dạ. Rồi con cũng cảm ơn bác Út luôn, hai bác cháu mình về Út ơi. Về thôi cô khỏe ha. Dạ. Ăn sống khỏe với con cháu. Dạ. Cảm ơn anh Út nhiều lắm. Video chào thầy Hằng của con đã kết thúc. Cảm ơn cô chú anh chị đã theo